Nhà thơ bị 27 năm tù chỉ vì bày tỏ quan điểm, ông Nguyễn Chí Thiện viết, tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó. Việc nó làm, tội nó phạm ra sao? Nó đầu tiên đem râu nó bệnh vào. Hình xác lão mau lông lá. Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá. Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa. Không phải xoa đầu, mà túng tóc nó từ xa. Nó đứng không yên. Tất bật. Điên đầu. Lúc rụi vào tàu. Lúc rút vào Nga. Nó gọi tàu Nga là cha anh nó. Và tình nguyện làm con chó nhỏ, Lê Duẩn, nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, sau Hồ Chí Minh, đã tuyên bố, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xếp lại đang đâm vào lưng ta. Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đau điên, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tuổi hơn buôn cả giang sơn. Hồ Chí Minh nói, chủ nghĩa Mác Lênin không những là cái cẩm nang ề thần kỳ, là kim chỉ nam, mà còn là ề mặt trời soi sáng. Một thứ lý luận vong bản, phản quốc, mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã tốn nhiều giấy mực. Cho đến ngày nay, đảng vẫn cố nhồi nhét cho tuổi trẻ thứ rác rưới này theo chủ trương ngu dân để trị. Chính bản thân những đảng viên chấp bu, vào thế kỷ 21 này, không đến nỗi quá ngu muội vẫn tin vào chủ nghĩa Cộng sản. Cho nước đau đớn.